Thuộc thế hệ vàng đầu tiên của bóng đá Việt Nam, cái cách mà Hữu Thắng nổi lên trong màu áo đỏ cũng giống như cuộc đời và lối chơi của anh, cực rắn mà cũng cực sốc. Đó là kỳ Tiger Cup đầu tiên vào năm 1996 tại Singapore. Giải đấu đội tuyển Việt Nam dù có tấm huy chương đồng nhưng nghi án bán độ cũng bắt đầu xuất hiện. Đó là sau trận hòa Lào một đều ở vòng bảng, huấn luyện viên trưởng Vegang đòi đuổi 4 cầu thủ họ Nguyễn về nước với câu hỏi sốc: các anh đã nhận bao nhiêu tiền để thi đấu như vậy? Trong số đó có cả Nguyễn Hữu Thắng. Vụ này sau đó chìm xuồng. Cũng từ Tiger Cup 1996, Hữu Thắng chính thức trở thành trụ cột hàng thủ đội tuyển, rồi chơi tiếp ở SEA Games 97 đến Tiger Cup 98. Vậy nhưng đến năm 1999, khi mới 27 tuổi, ở tuổi đỉnh cao của sự nghiệp, Hữu Thắng bất ngờ dã từ thi đấu với lý do chấn thương. Cuộc chia tay mà theo giới trong nghề, có lẽ chỉ trung vệ thép của bóng đá Việt mới hiểu được nguyên nhân thực sự. Không hẳn đã là ngôi sao sáng nhất của thế hệ vàng thứ nhất, nhưng cái bóng mà Hữu Thắng phủ lên làng cầu xứ Nghệ là cực lớn, thậm chí mang chất xã hội nhiều hơn là bóng đá. Vậy nên, việc cựu trung vệ này ngồi lên băng ghế huấn luyện không hề là chuyện lạ. Nếu có, chỉ là sự nghiệp cầm quân của Hữu Thắng cũng kỳ bí như khi còn theo đuổi trái bóng. Khởi đầu với hai chức vô địch Cúp bóng đá thủ đô rồi JVC Cup 2003, từ năm 2005, Hữu Thắng chính thức trở thành huấn luyện viên trưởng của Sông Lam Nghệ An. Nhưng hình ảnh này tưởng chừng như đánh gục người đàn ông thép của bóng đá Việt. Hữu Thắng bị cơ quan điều tra triệu tập khi được chỉ đích danh là người ôm vali tiền mua chức vô địch V-League đầu tiên cho Sông Lam Nghệ An năm 2000. Một lần nữa án lại chìm, Hữu Thắng lại thoát mà theo giới thạo tin là nhờ có những mối quan hệ anh em khăng khít. 4 năm sau tái xuất, Hữu Thắng lại bùng nổ đến bất ngờ khi cứu con tàu đắm Hà Nội TNT vào năm 2009. Trở về quê hương, anh giúp Sông Lam Nghệ An đoạt cúp quốc gia 2010 và đặc biệt là chức vô địch V-League 2011, mà những giọt nước mắt đàn ông đã nói lên tất cả. 20 năm sau Tiger Cup 96, Hữu Thắng tái ngộ sân chơi khu vực nhưng ở vị trí và vai trò hoàn toàn khác biệt, huấn luyện viên trưởng và mang trên vai kỳ vọng vàng của hàng triệu trái tim người hâm mộ. Vẫn đầy chất đàn ông trong phong cách lẫn hành xử, và dù đã có những thay đổi về nhãn quan bóng đá, thì đội tuyển quốc gia vẫn đủ chất thép của Hữu Thắng. Và hy vọng chất thép ấy sẽ mang tới thành công cho Việt Nam tại AFF Cup 2016. Thành công để Hữu Thắng thực sự trở nên hoàn hảo.